Vâng, hello chào tất cả quý vị khán giả đến với video mới nhất của em ngày hôm nay. Hôm nay tiếp tục có cái thông tin mới nhất về vụ án dì ghẻ bạo hành Văn An 8 tuổi. Ngày hôm qua thì em có bận rất là nhiều công việc nên là em chưa ra clip mới được, và có rất nhiều quý vị khán giả có gọi điện cho em và có gọi cho em và hỏi rằng là em ơi, có hay không cái việc là gia đình con Trang cũng như là con Trang hay là thằng Thái đánh nhau chết chóc có hay không. Thì em nói với tất cả quý vị và các bạn rằng tất cả những cái thông tin đó đều là thông tin không có thật. Bởi vì vụ án này hiện tại đang được cơ quan chức năng điều tra thì sẽ không bao giờ có chuyện chết chóc gì xảy ra ở đây quý vị nhá, nên là mọi người sẽ yên tâm. Cái thông tin mà về Trang với Thái là chết chóc gì đó là không có đâu quý vị ha. Thì chắc chắn là mọi người cũng bức xúc nên là có những cái thông tin như vậy để cho mọi người vui thôi. Còn lại là hiện tại những cái thông tin về Trang Thái thì đang được gọi là chăm sóc rất là kỹ. Quý vị và các bạn cũng đã biết là con Trang và thằng Thái bây giờ thì vẫn đang ở trong trại giam. Trong quá trình mà chờ xử án, tòa xét xử thì sẽ không bao giờ có cái chuyện gì đó mà xảy ra với Trang với Thái cả, quý vị yên tâm. Không bao giờ có chuyện là bị gọi là đánh đập một cách quá mức hay là cái gì đó. Nói chung là tất cả trong tầm kiểm soát, bởi vì là chúng ta cũng đã biết là sẽ giữ nguyên cái hiện trạng về con người đến khi mà tòa xét xử. Nên là quý vị khán giả có thể thấy rằng là Trang và Thái hiện tại thì đang được cái chế độ ăn uống, mình nghĩ là chắc chắn là sẽ có một cái mức chế độ ăn uống nó giống như trong trại giam bình thường, như cái trại giam khác quý vị, như các phạm nhân khác, chứ không có cái gì gọi là đặc biệt hay là một cái gì đó ở đây. Và cái thông tin mới của ngày hôm nay em rất mong cập nhật cho tất cả quý vị khán giả rằng là cái vụ án của dì ghẻ bạo hành Văn An 8 tuổi này thì hiện tại đã trải qua quá trình là 7-8 tháng rồi ha, nhưng mà chưa có cái thông tin nào mới hiện nay nên là làm cho mọi người rất là lo lắng. Rất là nhiều quý vị khán giả cũng có nói với em rằng là hiện tại tại sao là đã trải qua 7 tháng rồi mà vẫn chưa xử, và có khi nào vụ án này chìm hay không, và gia đình nhà nội nhà ngoại đã đút tiền vào hay không. Thì chắc chắn cái vụ này thì không thể nào mà chìm được quý vị ơi. Sáng ngày hôm nay á, thì hôm nay em đã có một cái nguồn tin được gửi về là bác của Vân An ấy, có nghĩa là anh gia đình của chị Hạnh ấy, hiện tại nhá cũng bị tấn công luôn quý vị ạ. Em không hiểu là bọn chúng hiện tại thì đang dùng những cái âm mưu gì. Bác ruột cũng có một cái lời cầu cứu ha, anh ruột của Vân An ấy, anh ruột của mẹ Vân An ấy cũng có nói rằng là tôi chỉ là người là anh của mẹ bé thôi, và tôi cũng làm những cái việc gì đó để gọi là đòi lại công bằng cho cháu tôi, cho em tôi. Thì không hiểu vì sao mà lại có những cái người gọi dọa dẫm, rất nhiều gọi điện, rất nhiều người gọi điện cho bác của Vân An ấy đó, là gọi là dọa dẫm dọa nạt. Bởi vì là chúng ta đã biết là chị Hạnh là người yếu đuối. Em tin chắc rằng là gia đình của Thái nắm được cái vấn đề này, là chị Hạnh là người yếu đuối nên là đã thuê người tấn công và gây tác động tâm lý, tác động về tâm lý đến cái người là anh của chị Hạnh để làm gì? Để cho người anh này sẽ nhục chí và sẽ không gọi là không dám đương đầu với bọn chúng nữa. Quý vị và các bạn cũng đã biết là gia đình của bọn chúng rất là giàu có, còn tất cả bên chúng ta thì đều là những người dân, những cái người gọi là yêu mến công lý, đòi lại công bằng cho Văn An. Và gia đình của chị Hạnh cũng như vậy thôi, cũng không phải là giàu có gì. Người ta cũng sợ chứ quý vị. Nghe được cái thông tin là gia đình của thằng Thái á, hiện tại á, là chị của nó cho quý vị nhé. Bởi vì chị của nó là người có tiền, cũng như là chị nó rất là mưu mô. Cũng có thể đó là gia đình của nó là những người trực tiếp liên quan đến cái vụ án này, nên là gia đình nó rất là sợ gặp những người nhân chứng. Bởi vì chúng ta đã biết là khi những cái camera đó đã có sẵn rồi, nhưng mà bằng chứng và nhân chứng đó, cái người nhân chứng sống là những người giúp việc đó, là những người mà giúp việc đó, thì cô giúp việc cũng đã nói rồi là Vân An có hay sang nhà ông bà nội chơi, có nghĩa là trước cái lúc mà bị đuổi việc quý vị nhé. Cái lời khai của cô giúp việc hiện tại rất là quan trọng. Cô nói rằng là trước khi mà con Trang nó đuổi việc cô giúp việc ấy, thì Vân An rất hay qua nhà ông nội chơi, và ông bà nội cũng hay cuối tuần là về thăm cháu. Và như vậy thì cái thông tin mà đã gửi về thì em nói với tất cả quý vị rằng là ông bà nội là một người hoàn toàn biết cái vấn đề cháu mình bị bạo hành và hành hạ, không thể nào lại không biết. Đây là quý vị và các bạn có thể nói rằng là sau cái vụ án này này ha, cái vụ án này thì hiện tại vẫn đang được mọi người quan tâm là ông bà nội có biết là hay không. Thì em nói với tất cả mọi người rằng là ông bà nội là người biết cái vấn đề cháu mình bị hành hạ, nhưng mà ông bà nội lại là người không có ngăn cản, và bà nội lại là người rất là ác độc. Ở trong video ngày hôm qua em đã nói với tất cả mọi người rồi là bà nội là một người biết cháu mình bị hành hạ, bà nội là một người có tư thù cá nhân nên đã tra tấn và hành hạ cháu của mình đó. Còn lại thì con Trang, quý vị nhá, mấy video ngày hôm nay em chưa nhắc đến con Trang gia đình nó đâu, bởi vì gia đình nó hiện tại là vẫn như kiểu là đang chờ một cái người gì đó, một cái phao cứu trợ quý vị. Bởi vì con Trang thì đã bị cái mức án gọi là tử hình đã chắc chắn rồi ha, cái tội là giết người thì chắc chắn là bị cái mức án tử hình rồi. Nhưng mà con Trang bây giờ đang ủng hộ cộng đồng mạng để lôi được gia đình thằng Thái ra. Mẹ của con Trang không phải là người vờ đấy quý vị nhá, mẹ nó đang làm một cái đơn kiện đấy quý vị, làm cái đơn kiện gia đình thằng Thái đấy. Bởi vì ở đây là mẹ nó nói là gia đình của nó là tại sao phải chịu cái mức án đấy, trong khi đó con của bà lại bị bệnh Covid, mà trong khi đó thằng Thái là người chủ mưu ha, thằng Thái lại là bố đẻ của Vân An, mà tại sao lại không bị một cái tội gì khác mà chỉ bị cái tội hành hạ và che giấu tội phạm thôi.
thì bên cơ quan chức năng họ cũng đang điều tra vào gia đình của Thái, nên là mọi người cũng yên tâm. Thằng Thái thì không thể là thoát tội rồi, mà bố của nó nữa, mẹ của nó nữa và chị của nó nữa quý vị ạ. Nên là mọi người có thể nói là chị của thằng Thái là cái người mấu chốt liên quan trong vụ án này, cũng như cái điệp viên của em cập nhật về là đang bảo vệ những cái người nhân chứng quý vị nhé. Có nghĩa là tất cả những cái người nhân chứng cũng như là gia đình của chị Hạnh hiện tại đều là bị bọn chúng áp lực tấn công để làm gì? Để cho bọn những cái người như là bọn em làm truyền thông này sẽ nản chí và sẽ im đi, để cho bọn chúng có thể nói là chạy trọt cái gì đó. Chúng ta đã biết rằng là có tiền thì nó sẽ khác quý vị ạ. Ít tiền thì không làm được gì, nhưng mà nhiều tiền thì nó làm được nhiều việc đấy ha. Nhưng mà chắc chắn là cái vụ này không thể chìm được đâu, bởi vì sao? Đây là một vụ án điểm. Một vụ án điểm thì chắc chắn là sẽ không thể nào mà có thể nói là chìm được quý vị ạ. Cũng như trong những cái video trước đây ta nói rồi, gia đình của Thái và Trang nó là đều là những người có tiền. Nhưng mà chúng ta ở đây phải nói là có 4 người luật sư, mà 4 người luật sư này hiện tại cũng không có thông tin gì lên tiếng cả. Em cũng đang rất là lo lắng, luật sư Nguyễn Anh Thơm hiện tại chưa có bất cứ một cái chia sẻ nào về cái việc là tòa án đã xử đến đâu rồi. Bởi vì là trong những cái thông tin mới nhất của luật sư Nguyễn Anh Thơm ấy, luật sư có nói rằng là hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang điều tra và tất cả các thông tin đều được bảo mật. Như vậy thì cái nguồn tin sẽ không được lộ lọt ra ngoài. Khi mà luật sư đã có nghĩa là đã cập nhật cái thông tin mới rồi, đã có những cái quá trình là điều tra xong ấy, thì luật sư sẽ công bố. Mà em nói với tất cả quý vị và các bạn rằng là hiện tại á, cái người mà nắm được cái thông tin chuẩn xác nhất chính là luật sư Nguyễn Anh Thơm. Vì luật sư Nguyễn Anh Thơm là tham gia bào chữa cho Vân An, cũng như luật sư Nguyễn Anh Thơm là người trực tiếp xem clip hành hạ tra tấn Vân An, cũng như hình ảnh mà được công bố mới nhất luật sư Nguyễn Anh Thơm sẽ là người chia sẻ. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì luật sư Nguyễn Anh Thơm, từ cái hôm mà diễn ra phiên tòa sơ thẩm, thì luật sư Nguyễn Anh Thơm đã không chia sẻ bất cứ cái thông tin nào về gia đình của, về cái vấn đề là Vân An bị hành hạ, với lại về cái vấn đề là gia đình của thằng Thái. Nên là hiện tại đang có cái luồng dư luận là luật sư Nguyễn Anh Thơm có thể là bị mua chuộc hay không. Thì em nói với tất cả mọi người rằng là luật sư Nguyễn Anh Thơm cũng như luật sư Ngọc Nữ ấy, không thể nào bị mua chuộc đâu quý vị, bởi vì họ đâu cần tiền đâu quý vị. Họ bảo vệ công lý, đòi lại công bằng cho trẻ em là không có lấy tiền ha, không lấy tiền thì chắc chắn là sẽ không bao giờ bị mua chuộc đâu quý vị. Luật sư Nguyễn Anh Thơm thì chắc chắn là sẽ đợi cái thông tin từ cơ quan chức năng, bởi vì là cái quá trình giải quyết trong vòng 1 tháng, em nói với tất cả quý vị rằng là cái vụ án này nó diễn ra rất là dài. Em cũng không hiểu được tại sao lại như vậy quý vị. Bởi vì đúng như những cái vụ án khác ấy, thì chỉ trong vòng vài tháng là xử lý ngay. Quý vị thử nghĩ xem là những cái vụ án mà ở ngoài Hà Nội, hay là vụ án bạo hành 3 tuổi, 5 tuổi gì đó, xử lý ngay, tử hình gấp. Mà tại sao cái vụ án này nó lại không bị xử lý như vậy? Có thể là hiện tại là có nhiều người liên quan. Em nói với tất cả quý vị là ngày hôm qua những cái người mà gọi là làm thông tin bên em về, gửi về ấy, là bọn nó bây giờ đang thay đổi chiến thuật quý vị nhé. Nó không còn để lộ là thông tin đâu, bởi vì là gia đình nhà con Trang bây giờ là nó ở ngoài Gia Lai quý vị ạ. Bố mẹ nó ở ngoài Gia Lai, nó khác với lại cái nơi mà thành thị đông đúc như ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình của Thái thì hiện tại vẫn được túc trực 24/24. Chị của nó thì làm bên công ty bảo hiểm, chắc chắn là sẽ hiểu biết những cái luật lệ là lách này kia, những cái đồ mà gọi là gian xảo ha, chắc chắn là sẽ tìm cách để cứu em của mình. Còn là gia đình nhà con Trang cũng không có kém đâu quý vị. Mẹ nó thì đi đây đi đó để gọi là chạy trọt cho con. Theo thông tin mới từ Gia Lai á, thì em hiện tại cũng đang ở khu vực Gia Lai mà. Bố thằng Thái với mẹ thằng Thái thì bán hết nhà rồi ha, bây giờ thì vẫn đang ở thuê ở mướn thôi, nhưng mà đi đâu cũng rất là sợ, bởi vì là như quý vị và các bạn đã biết là đi ra Hà Nội á mà còn không dám đi máy bay cơ. Đi ra mày đi máy bay nhưng mà quay về không dám đi máy bay. Không phải là như mọi người nghĩ là đi xe hơi, đi đâu mà hênh hênh các bạn đâu quý vị, bởi vì rất là sợ cái dư luận của xã hội. Quý vị thử nghĩ xem đi, là bố làm viện kiểm sát nhưng mà ngày xưa ấy ở cái nhà đó vẫn bị đá ném vào nhà cơ mà, quý vị thử tưởng tượng xem. Nếu như là người bình thường thì quý vị đang bị xử lý ngay rồi đúng không? Đi nhưng mà đi giang hồ, cái phẫn nộ của cả dư luận, người ta đến người ta ném đá lên nhà quý vị thấy không? Nó đâu phải là cái chuyện bình thường đơn giản. Còn cái vấn đề tung thông tin hiện tại là có rất nhiều thông tin nhiễu loạn quý vị nhé, làm cho chúng ta hiện tại là có thể là mất lòng tin vào những người làm chương trình cũng như làm YouTuber. Hiện tại cái vụ án này đã trải qua 7-8 tháng rồi nhưng mà chưa có thông tin nào mới, cũng như là quý vị cũng đã biết rằng là bọn chúng thì có rất nhiều chiêu trò. Tất cả những cái trang hội nhóm mà bảo vệ cho Vân An ấy, bọn chúng đã truy cập vào và đăng những cái thông tin cũng như là họ đã xóa những cái bài mà viết vào đoạn công bằng cho Vân An. Bởi vì quý vị và các bạn cũng đã biết là hiện tại đang có một cái thông tin mà rất là sốc, có nghĩa là tất cả những cái bài viết nào mà viết về Vân An ở trên mạng ấy, hầu như là không có nữa. Bởi vì sao? Không có hình ảnh mới. Quý vị thấy rằng là cái sức lan tỏa của Trang trên mạng, trên Facebook đã giảm đi rồi. Vì sao? Bởi vì có hình ảnh mới đâu. Ngày nào cũng chia sẻ đòi lại công bằng cho Vân An, nhưng mà có ai like và xem nữa không quý vị? Bởi vì thời gian nó diễn ra quá dài. Có khi nào cái vụ án này nó trải qua 9-10 tháng rồi im luôn không quý vị? Ha, có khi nó như vậy không? Bởi vì bây giờ cái sức mạnh của truyền thông nó rất là mạnh. Nó là một cái gì đó để kết nối những cái người yêu thương công lý, yêu thương những sự công bằng,
ở trong và ngoài nước, khắp nơi trên thế giới đều có thể xem được. Nhưng mà trong cái vụ án này chúng ta có thể biết rằng là cái nguồn tin hiện tại nó rất là hạn hẹp ha. Gia đình của bọn chúng thì mưu mô, nghĩ đủ trò, hết viết giấy này đến giấy kia, hết gọi là minh chứng này đến minh chứng kia. Mẹ của con Trang nó còn nói rằng là con của nó bị ảnh hưởng bị Covid-19. Thì quý vị thì nghĩ xem là cái câu nói đó mà nó cũng nói được. Như vậy thì cả nước chúng ta ai cũng bị Covid-19, ai cũng bị bệnh, ai cũng bị hậu Covid-19 thì có nghĩa là ai cũng có thể là hành hạ người khác như vậy hay sao? Đúng không? Nó tạo ra một cái gì đó mà rất là phẫn nộ. Và gia đình của con Trang thì đã đành. Nhưng mà chị của thằng Thái làm bên bảo hiểm thì lại có những cái lời nói cũng như vậy. Chị của Thái cũng có nói rằng là em của nó không phải là như vậy đâu. Em của nó không phải là người giết người. Và em nó không phải là những người mà biết cái vấn đề là con mình bị bạo hành và hành hạ. Gia đình của nó bây giờ đều là quanh co chối tội quý vị ạ. Bố mẹ nó thì cũng nói là không có biết vấn đề này. Thì em nói với tất cả quý vị rằng là cả gia đình nhà nó phải bị xử lý. Dù có quanh co chối tội đến đâu thì sẽ có người bóc mẽ. Bởi vì cái thông tin gửi về thì bên bà giúp việc ấy, bà giúp việc đã bị đuổi khi con Trang vào đấy ở. Quý vị thử nghĩ xem đi, trước đây ấy, thì thằng Thái và con Trang ở với nhau ha, là có cái cô giúp việc này. Nhưng mà từ khi con Trang về thì lại bớt xén đi 100.000 cái tiền ăn trong một tuần và đuổi cô giúp việc để có thể ta là tiện hành hạ. Thì thông qua cái sự việc đó thì có thể nói là thằng Thái rất là sợ con Trang. Thằng Thái rất sợ con Trang. Mình không biết là cái lý do con Trang nó có một cái điểm gì đó để gọi là cho thằng Thái nó sợ. Và trong những cái thông tin quý vị có thể biết rằng là vì con Trang á, mà nó không thích bà giúp việc, nó muốn đuổi bà giúp việc đi, thằng Thái nó chấp nhận. Đúng như là người ta nói là nhà phải có nóc đúng không? Nhà phải có người gọi là đứng đầu. Thì thằng Thái lại là người sợ con Trang. Nên là khi mà con Trang nó đưa ra cái ý tưởng là cho bà giúp việc nghỉ học, nghỉ việc đi để cho nó chăm sóc Vân An để dạy dỗ học. Nhưng mà thực ra ở đây là đuổi bà giúp việc để hai đứa nó hành hạ Vân An. Có những lúc thì cô giúp việc phải xả thân để đỡ những cái trận đòn của bọn chúng. Thì như vậy cô giúp việc sẽ là một nhân chứng sống, là sẽ nắm được cái quá trình con Trang về đấy ở thời gian như thế nào, mức độ như là đánh đập như thế nào, hay là có qua nhà bà nội hay không, ông bà nội thường xuyên qua bao nhiêu lần, cô giúp việc sẽ là người nắm rõ. Em nói với tất cả mọi người nhá, bây giờ chỉ cần cô giúp việc đứng ra tố cáo thôi là nó sẽ, mọi việc sẽ được phanh phui. Bởi vì khi mà bắt một ai đó, khởi tố một ai đó thì phải có người tố cáo quý vị ạ. Cô giúp việc đứng ra tố cáo ông nội, bà nội và chị thằng Thái là ông bà và chị của Thái hay qua nhà thăm cháu, biết cháu mình bị đánh, bị bầm chân tay nhưng mà lại không đứng lên, để không có một cái gì để can ngăn. Đó, thì cô giúp việc bây giờ đang có một cái gì đó rất là quan trọng quý vị ạ. Em sẽ tìm cách để liên hệ, kết nối để cho cô có thể là cô chia sẻ về cái vấn đề là ở trong nhà thằng Thái như thế nào, và sẽ làm một cái đơn kiện gia đình nó. Bởi vì cô giúp việc là cái người mà là ở hàng chục năm với thằng Thái với con Trang rồi. Cô giúp việc đó sẽ hiểu được cái tính của thằng Thái như thế nào. Thì chắc chắn quý vị ta thử nghĩ xem đi, hiểu được tính thằng Thái thì sẽ biết được là con Trang này nó làm cái gì mà thằng Thái lại phải nghe theo. Nó có dùng bùa mê thuốc lú gì hay không, hay là nó lại gạ tình quý vị. À, thằng này thì lớn hơn con này 10 tuổi mà. À, em sẽ cố gắng xác minh thông tin mới nhất. Quý vị ạ, hiện tại thì không có thông tin nào mà cảm thấy là nó gọi là chính xác 100% đâu. Nhưng mà rất mong tất cả quý vị và các bạn sẽ ủng hộ những cái clip mới của em, cũng như tất cả những cái đội ngũ làm truyền thông bên YouTuber để đòi lại công bằng cho Vân An. Cái mục đích cuối cùng thì cũng chỉ là đòi lại công bằng cho Vân An thôi, cũng như là bảo vệ cho những người yếu thế. Nên là rất mong tất cả quý vị khán giả sẽ ủng hộ em, quý vị nhé. Và video này thì em xin phép dừng ở đây quý vị ạ. Em xin phép dừng ở đây. Chúc tất cả mọi người có một ngày mới thật là vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Và quý vị và các bạn cũng đừng quên mua những sản phẩm ủng hộ em nhé. Em hiện tại đang bán là bò khô, bò sợi cho quý vị ha. Rất là mong mọi người sẽ mua ủng hộ em. Còn lại thì quý vị có thể đó là để lại những lời comment tích cực. Bởi vì là những cái sự ủng hộ của tất cả quý vị khán giả nó sẽ tạo một cái động lực, làm cho bọn em có cái hứng thú ha, có những cái tinh thần về lý trí ha, để có thể nói là cập nhật cái thông tin mới. Bởi vì là em nói tất cả mọi người, nếu như mà tất cả hiện nay chúng ta thấy dừng lại thì vụ án này sẽ bị chìm. Quý vị có cảm thấy vụ án này hiện tại đang bị chìm không? Bọn chúng có rất nhiều mưu mô và rất nhiều trò, nên là có thể nói là không có một cái hình ảnh nào mới cả. Em cũng đang thắc mắc về cái vấn đề này ha. Em sẽ cố gắng là tìm những cái hình ảnh mới nhất về cái trong những cái camera để bạo hành về Vân An ấy, để cho mọi người sẽ tăng cái sự phẫn nộ, cũng như là mọi người sẽ lên án về hành động này quý vị nhá. Và video này em xin phép dừng ở đây. Chào tất cả mọi người nhá. Chào tất cả mọi người.